Ngày 20 tháng 7, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Con Tum có văn bản chỉ đạo ra soát, giải quyết về vấn đề thi công tỉnh lộ 675A đoạn qua địa bàn xã Y Đan, huyện Y Hờ Rai, tỉnh Con Tum. Theo đó, chất lượng thi công đoạn tỉnh lộ 675A không đảm bảo mặt đường nước. Quá trình xây dựng, đơn vị thi công là công ty Trường Long làm hỏng một ao cá và nước tường nền nhà dân. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đan sau khi đi thực tế cùng phóng viên trên đoạn đường hư hỏng thừa nhận. Đoạn đường này chưa nghiệm thu bàn giao. Về đường nước, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã nói sẽ có hướng kiến nghị nhà thầu chủ đầu tư sửa chữa vị trí hư hỏng nói trên. Ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Con Tâm cho biết, tỉnh lộ 675A do Sở Kế hoạch Đầu tư Con Tâm làm chủ đầu tư, đồng thời đề nghị phóng viên liên hệ với ông Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư để làm việc. Phóng viên đã liên hệ qua số điện thoại của ông Ngô Việt Thành và trực tiếp đến trụ sở làm việc, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời về các thông tin liên quan đến dự án. Dự án nâng cấp tỉnh Lộ 675A thuộc dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, tiểu dự án tỉnh Con Tâm, có tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng.